Dạ em xin phép chào anh trai. Anh trai có thể giới thiệu là anh trai tên là gì và nhà ở đâu? Dạ em tên Nguyễn Văn Lây á, nhà ở Kinh Sáng, xã Tiền, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Dạ, là anh mới ở Kiên Giang anh về Bình Dương luôn. Dạ không, em làm ở Cà Mau, gốc gác em ở Cà Mau. Dạ, em mới lên Bình Dương đêm hôm. À, lên từ đêm hôm qua. Dạ. Anh có thể chia sẻ rằng là cái sự việc gì mà khiến anh phải cấp tốc từ Cà Mau để anh lên Bình Dương? Bởi vì con gái em nó bỏ nhà đi lên Bình Dương á. Bây Dạ. giờ em lên đây em muốn tìm con gái em về. Con anh bỏ đi. Dạ. Con anh tên là gì? Nguyễn Như Ý. Bé nhiêu tuổi rồi anh Bé trai? năm nay 14 tuổi à. Trời đất ơi, 14 tuổi. Dạ. Bé bỏ đi hồi nào? Bé bỏ đi hồi đêm hôm, đi tới bến xe miền Tây hồi lúc 7 giờ tối. Anh có thể chia sẻ chi tiết cái sự việc con nhà mình bỏ đi như À, thế nào? thì ở nhà thì nó ở nhà với bà nội rồi vợ chồng em đi làm hết tất cả rồi nó tự ý nó bỏ đi lên. Tự ý nó đi. Cho nên tụi em đi tìm con em về. Đi là đi ngày hôm qua. Dạ đi rồi hôm qua. Ngày hôm qua là ngày 16, Dạ. đúng không ạ? Con gái anh còn đi học không? Dạ nghỉ rồi. Nghỉ lâu chưa anh trai? Nghỉ cũng cách nay cũng lâu rồi ạ. Và hiện tại thì con gái anh ở Cà Mau Dạ. là làm công việc gì, có đi làm gì Nó không? hiện giờ nó đang học làm nghề làm móng á. Làm neo. Làm neo á. Dạ. Con gái anh đi lần này là vì lý do gì mà bỏ đi? Em nghĩ là nó quen với một bạn trai nào ở trên Bình Dương ấy. Thì bây giờ nó em nghĩ là nó đi lên trên khu Bình Dương này thôi. Dạ. Anh nhà được mấy người con? Dạ em được một đứa con gái này ạ. À, có mình bé này. Anh chị là làm công việc gì? Dạ em thì làm thuê. Dạ. Tức là bé thì ở Cà Mau, còn anh Dạ. chị là ở Kiên Giang hả? Dạ. Là mình không có ở chung với con đúng Dạ không? không ạ. Lâu chưa anh? Thì con em ở sống với bà nội từ hồi nhỏ tới lớn. Dạ. Đó, thì cho nên em về bên vợ bên Kiên Giang sống rồi một thời gian rồi sau này em mới về Cà Mau này sống này cách nay cũng được gần được 6 tháng rồi đó rồi thì em ở nhà trọ riêng bé thì ở với bà nội mà bé đi thì vợ chồng em không hay Không hay. dạ Vậy với ai mà là người báo tin cho anh? thì đó là anh đăng ảnh lên và lên trên Facebook á rồi bà chủ tiệm biết rồi mới hỏi ra dò ra thì biết nó đã lên tới Sài Gòn rồi Ôi trời đất ơi. Khi con gái mình đi có mang theo quần áo gì đi không anh? thì trước nó đem có đem theo mấy bộ đồ nhưng mà tới bến xe miền Tây nó bỏ đồ nó phóng xuống xe luôn nó bỏ chạy luôn Ôi. nó không lấy quần áo nó luôn Sao lại đến với xe mình ta lại bỏ đồ phóng xuống bởi vì xe? nó biết là tụi em lên kiếm nó đó Tức là khi mà hay được cái tin mà con vừa mới đi thì chủ tiệm của bé này đúng không ạ? Báo tin cho anh đúng không? thì chủ tiệm thì cũng lên Facebook thì cũng dò hỏi là con có đi ra ngoài làm hay không Dạ. thì chủ tiệm nói là không chủ tiệm nói là nó xin đi giao đồ gì đó cũng Dạ. không biết được thì chủ tiệm chỉ biết được như đó rồi tụi em mới lần ra thì số điện thoại của bé thì điện được thì nó đã là lên tới Sài Gòn rồi Giờ đó là mình cấp tốc mình đi từ Cà cấp tốc Mau. em đi từ Cà Mau lúc 6 giờ chiều hôm qua mà em lên tới đêm hôm em lên tới đây là lúc 11 giờ 11 giờ khuya dạ à. 11 giờ khuya Vậy là mình có ghé bến xe miền Tây rồi đúng không ạ? dạ không từ em điện cho chủ xe á Dạ. thì chủ xe tài xế bắt tài xế cũng giúp đỡ cho bên em Dạ. thì nhưng mà không kịp bé đã phóng đi rồi thì điện cho bắt tài xế là bé đã phóng bỏ xe đi rồi tụi em đang tìm bắt bé lại giùm anh nhưng mà Dạ. tìm không được Vậy là mình có hỏi khu vực bác tài xế có quan sát được khu vực gần đấy là có thanh niên nào chở hay là bắt xe ôm đi không? dạ không thì trong khi đó thì khoảng tầm khoảng nửa tiếng sau hoặc là tiếng sau gì đó Dạ. là nó có gọi về là nó là đừng có tìm nó nữa là nó đi Bình Dương làm vài tháng nó về là lúc đó hỏi về con đang ở đâu thì nó là nó đang ở trên taxi nó đi qua Bình Dương Cái sự việc này anh đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa ạ? dạ trình rồi ạ Trình báo rồi đúng không ạ? Trước cái thời điểm đó là nhà mình có ai la dầy gì bé không? thì nhà thì cũng dạy bảo bé thì ví dụ như là cũng còn nhỏ tuổi thì cũng đừng có nên quen biết ai gì đó cũng có la gầy cho bé dạy cho bé nó hiểu biết Theo như bản thân anh này là con nhà mình là quen thanh niên này trên mạng đúng không ạ? Và thì mình quen trên mạng ạ theo như bản thân anh là con gái nhà mình là quen lâu chưa? thì em cũng không biết quen lâu chưa nhưng mà em biết là nó quen cũng lâu rồi thì tầm cũng em biết là hơi lâu á bởi vì nó cũng có nhắc
có em la nó cũng nhắc là con cũng quen thằng đó 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 là vậy đó, là hỏi ở đâu, nó quen ở trên Bình Dương là đó, là lúc đó mới la gầy nó không cho nó quen nữa. Thời điểm nó lâu chưa anh trai? Thì cách nay cũng cả tháng rồi. Cả tháng rồi đúng không ạ? Thì la đó lúc đó là la đó là cũng cả gần cả tháng rồi. Khi la thì bé có phản ứng gì không? Không, bé nín thinh à, bé dạ dạ thôi à. Mình có biết được tên thanh niên đó là gì không? Thì nói chung ra là tên thanh niên thì tên thật thì không biết, nhưng mà nó quen trong cái Facebook á, là tên Facebook là Trần Nhật Duy Huy. Huy à? Huy. Mình có biết được quê quán của thanh niên đó ở đâu không? Dạ không ạ. À. Không à. Dạ. Nói chung là anh chị cũng ít ở nhà đúng không ạ? Nên mà dạ, biết rồi. Biết được con nhà mình có chuyện trò hoặc là nói chuyện quen qua lại với thanh niên này đúng không ạ? Dạ không biết. Bởi vì ít có khi ở nhà. Bà nội có biết không? Bà nội thì bà nội già rồi. Dạ. Cho nên bà nội cũng không có quan tâm tới vấn đề của mấy cháu cái chuyện đó. Theo như bản thân anh đánh giá con nhà mình cũng ngoan không? Thì con em thì nói chung ra thì từ hồi lúc mà quen biết cái bạn trai á, thì la nó thì nó dạ dạ văn văn. Thì em chỉ biết như vậy thôi, chứ còn con em thật sự ra thì hồi đó tới giờ thì nó ở với bà nội thì nó cũng không có, chưa có là sai phạm gì hết. Anh chị thường thường đi làm là bao lâu thì về thăm con một lần? Thì cũng có khi cả năm, có khi cũng 6-7 tháng em về. Trời đất ơi, mình ở gần đấy mà mình lâu vậy hả? Bởi vì gia đình nghèo anh, thì cũng phải gắng mưu sinh. Tới giờ phút này anh đang lo lắng và anh sợ nhất con anh sẽ gặp điều gì? Em sợ nhất con em là sẽ bị người ta lừa gạt và sẽ đưa đi những nơi em không thể nào biết được. Rất sợ đúng không ạ? Dạ em rất sợ. Vậy là con nhà mình ở nhà là học nghề neo. Dạ. Và đặc biệt là sẽ sử dụng điện thoại rất là nhiều đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Thường xuyên lên các trang mạng xã hội. Dạ đúng. Con nhà mình có chơi game không anh? Dạ thì từ hồi lúc nó lên trang mạng xã hội thì ít thấy nó chơi game lắm. Theo như bản thân anh nhìn nhận này, là con nhà mình quen thanh niên này là quen ở ngoài hay là quen trên mạng xã hội? Em nghĩ là quen trên mạng xã hội. Dạ đúng rồi. Bởi vì một người á ở Bình Dương, một người ở Cà Mau thì không thể nào mà quen trực tiếp được. Đúng, chính xác. Và đặc biệt rằng em, theo em nghĩ rằng là mối quan hệ này có thể là diễn ra rất lâu rồi. Dạ. Thì có thể là cũng đã lâu. Khi anh phát hiện thì em sợ rằng là cũng một thời gian rất dài rồi đấy. Dạ. Và tới giờ phút này thì có thể bạn trai kia đã lên kế hoạch sắp xếp cho con gái nhà mình gọi là bỏ nhà để đi lên gặp bạn trai này. Dạ. Và chưa biết được cái ý đồ của bạn trai này là như thế nào. Dạ. Thì em đang lo lắng về cái vấn đề đó. Cho nên em muốn nhờ anh em để tìm con em về giúp em. Anh hãy nói một điều gì đó với con gái của anh đi. Thì cha mong con gái của cha thì thấy được cái clip này thì con phải mau tranh thủ về nhà với cha, với bà nội. Cha với nội rất thương con lắm, không được có làm như vậy. Anh cứ tâm sự đi, tâm sự những cái lo lắng, những cái tình yêu thương của cha mẹ dành cho con để hy vọng con gái của anh hiểu, cảm nhận được để sớm quay trở về. Thì con đã thấy được cái clip này, con về với nội nha con, với cha, với mấy chú của con, ai cũng thương con hết trơn á. Mà con đi như vậy thì cha với mẹ, với bà nội, với mấy chú con buồn lắm. Con thấy được cái clip này, con mau mau về với nội với cha nha con. Lần này mình lên Bình Dương mình đi bao nhiêu người anh? Dạ em đi đây là 4 anh em trai và một chị gái. Vậy là bây giờ là bỏ hết công ăn việc làm à? Dạ đúng rồi. Để cấp tốc đi tìm con và đặc biệt rất lo cho con. Trước giờ con nhà mình đã từng đi ra khỏi địa phương chưa? Nói chung là từ hồi nhỏ tới lớn nó chưa được đi lên Sài Gòn lần nào hết. Chưa biết bên ngoài như thế chưa nào? Chưa biết bên ngoài như thế nào hết. Chưa từng va chạm? Dạ chưa từng. Nhỏ xíu à, 14 tuổi biết gì đây? Mới 14 tuổi chưa từng va chạm. Ăn chưa no, lo chưa tới. Hy vọng rằng là con gái xem được video này thấy ba của con cùng các chú lặn lội từ tỉnh Cà Mau để lên Bình Dương cấp tốc đi tìm con. Thì hy vọng con đang ở đâu đó, con hãy sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Bởi vì bản thân con còn nhỏ xíu à, tuổi đời nhỏ lắm con. Con còn non lắm, con chưa biết như thế nào ở bên ngoài, rất là phức tạp. Nên mà chú mong rằng là con gái ở đâu đó sớm quay trở về. Đặc biệt con rất là dễ thương và rất xinh. Sợ rằng lần này đi là con sẽ bị lợi dụng, có thể là bị những cái đối tượng xấu nó cám dỗ rồi nó ép buộc con làm những công việc vì lợi ích bản thân của bọn chúng nó. Nên mà con gái nghe lời chú hãy nhanh chóng quay trở về. Nếu thật sự mà con mà thích hoặc yêu một cái bạn trai đó thì con cứ về nhà để ba mẹ xem xét, khi nào con đủ tuổi, con trưởng thành thì ba mẹ đồng ý cho con quen. Còn bây giờ con nhỏ xíu con quen gì đây, 14 tuổi mà con yêu đương gì. Nên mà chú mong rằng là con gái đang ở đâu đó sớm quay trở về, hoặc là báo tin cho cha để cha tới rước về. Bây giờ con đang làm cho tất cả gia đình mọi chuyện là
rối tung lên hết. Bây giờ ba rồi các chú rồi đều nghỉ việc hết, mà trong khi đó thì điều kiện gia đình nhà mình lại đâu có như bằng nhà người ta đâu, khó khăn. Mà bây giờ nghỉ một ngày làm là mất bao nhiêu tiền bạc à? Mà 4 5 người, rồi là tiền chi phí đi lên Bình Dương, tiền xe, tiền cộ, tiền ăn, tiền uống, công sức. Nên mà con gái phải suy nghĩ lại, thương gia đình thì con gái nhanh về đi. Còn thanh niên nào mà đang dụ dỗ bé và đặc biệt rằng đang chứa chấp bé, hãy nhanh chóng đưa bé quay trở về lại cùng với gia đình. Còn nếu cố tình ngoan cố mà chứa chấp bé hoặc không đưa cho bé về thì chắc chắn rằng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Đặc biệt rằng nếu mà gây một cái hậu quả gì nặng nề với bé thì cái khung hình phạt sẽ rất là lớn, bởi vì bé năm nay mới 14 tuổi. Nếu mà trong ngày hôm nay anh trai, trong ngày hôm nay thanh niên kia, đặc biệt là dần con gái nhà mình liên hệ với anh á, ra đưa cho anh ra ra ba ra con gái để con gái về cùng với anh, thì anh có tha thứ không? Dặn tha thứ cho con gái, Tha thứ luôn cho thanh niên kia ha. tha thứ cho thanh niên kia luôn. Nếu người thanh niên kia thật lòng thương con gái tôi thì đến gia đình tôi, rồi tôi đủ, con gái tôi đủ tuổi, tôi sẵn sàng gả con gái tôi cho người thanh niên đó. Với cái điều kiện trong ngày hôm nay, Nếu điều kiện trong ngày hôm nay hoặc phải, đúng rồi, ngày hôm nay chậm lắm là ngày mai dạ đúng rồi, là phải đưa con gái về. trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai là phải cho con gái tôi về, Còn nếu thì mà tôi không sẽ cho tha thứ hết cho mọi vấn đề. Còn nếu mà không được thì tôi sẽ nhờ đến cơ quan chức năng. nếu mà anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải mà tìm được, mà Dạ. thanh niên đó mà vẫn không chịu gọi là đưa con gái mình về, thì mình phải bàn giao ngay lập tức cho bên cơ quan chức năng có thẩm quyền Dạ. nhá. Chứ cái tình trạng này, mà cái tình trạng mà bé mới 14 tuổi mà dụ dỗ bé đi từ Cà Mau lên Bình Dương mà chưa biết là có phải ở Bình Dương hay không, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Mình đang là tình nghi thôi, như này là không được rồi. Cái này mình bây giờ mình phải làm căng thôi. Nếu ngày nay ngày mai mình mà thanh niên kia mà không đưa về mình, mà khi anh em mà tìm được, thì mình phải làm tới nơi tới chốn, răn đe những kẻ khác nữa. Dạ. Chứ bây giờ mà cứ để cho như vậy thì đâu có được đâu. Nên mà mong rằng là thanh niên hoặc đối tượng nào hoặc ai đó mà đang dụ dỗ bé, chứa chấp bé, hoặc thậm chí đã và đang có ý đồ xấu với bé mà không đưa bé về trong ngày hôm nay hoặc ngày mai, thì chắc chắn mà khi anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải mà tìm được thì mọi chuyện nó đã đi rất xa rồi, và anh em cũng như gia đình sẽ bàn giao ngay lập tức cho công an. Anh hãy nói một điều gì đó với thanh niên cái này đi. Thì chú cũng mong thanh niên đó sẽ gửi bé nhí về với chú, thì chú sẽ tha thứ hết tất cả mọi chuyện của con và của bé nhí đó. Còn nếu còn không thì chú sẽ nhờ bên hiệp sĩ của chú Hải sẽ tìm đến Rồi và giải à. quyết cho mới được. Chứ còn trong ngày hôm nay hoặc ngày mai con sẽ kêu bé nhí về với gia đình. Ngày nay và ngày mai không Dạ đưa về là hết cơ hội, hết bởi cơ vì hội trong đưa. thời gian vừa qua anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã cho rất nhiều thanh niên đi bốc lịch vì cái tội là đưa các bé chưa đủ tuổi vị thanh niên đi, và đặc biệt rằng là nhiều thanh niên cũng đã gây ra những cái hậu quả nặng nề với bé. Nên mà hy vọng cái trường hợp gia đình nhà mình, cái đối tượng, cái thanh niên mà đang dẫn con gái nhà mình đi sẽ xem được video này và sẽ biết đường để mà quay 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 trở về. Sai mà biết sửa thì tốt, còn nếu mà cứ cố tình ngoan cố thì gia đình cũng như là pháp luật sẽ không bao giờ tha thứ. Anh có điều nào anh muốn nhờ tất cả bà con cô bác trên cộng đồng mạng không? Thì em cũng mong tất cả các cô các chú trên cộng đồng mạng thì cũng có ai giúp đỡ cho em và con em, có gặp con em thì hãy liên hệ với bên em hoặc là bên hiệp sĩ của anh Hải, thì để cho anh em để tìm được cháu về. Em thì cũng rất chân thành cảm ơn các anh em cộng đồng mạng. Khi mà anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm được con về thì em mong rằng là cả anh và cả chị phải dành một cái chút thời gian nào đó để quan tâm các con hơn, và có cái cách giáo dục lại con. Bởi vì hiện nay thì cái tình trạng con nhà mình có thể là vì cuộc sống mưu sinh, nhưng mà anh chị bỏ rơi con, thật sự là cái thời gian bên con rất là ít, một năm mà mình về được chỉ 1 2 lần, thì thật sự đó là cái điều rất là đáng buồn anh ạ nhá. Thôi mình cố gắng nha. Thì đây sẵn qua đây đi, thì cha cũng nói với con thì từ đây sắp tới cha sẽ luôn luôn và ủng hộ và ở bên con đó, để không bao giờ để đi như vậy nữa. Cha Rồi. sẽ Rồi nói được thôi thì thì cha sẽ làm được. anh cố gắng nha. Dạ Dạ thưa cô chú anh chị, thì cô chú anh chị xem video này, rất mong tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa. Hy vọng rằng là ngày hôm nay hoặc ngày mai thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm được cái tin tức thông tin của bé gái này,
đang ở đâu đó để sớm đưa bé sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình một cách an toàn nhất. Thì nếu cô chú anh chị có thấy bé như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đưa cháu về đoàn tụ với cha mẹ. Hôm nay thì anh về đây thật sự một quãng đường rất là xa xôi từ Cà Mau về tới Bình Dương. Và đặc biệt rằng câu chuyện của anh thì anh rất là đang rất là lo lắng. Về đây để nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con. Thì hôm nay anh có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình không? Dạ em đồng ý ạ. Dạ rồi thì cuối video em không biết nói gì hơn để chúc cho anh cũng như gia đình nhiều sức khỏe. Và cái điều đặc biệt là ngày hôm nay và ngày mai sẽ tìm được con gái mình về một cách an toàn nhất anh trai nhé. Dạ. Dạ rồi xin phép chào anh. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.